Xin chào bạn, hôm nay mình giới thiệu đến bạn một mẫu nồi của Panasonic. Thì đây là cái nồi trong cái lô hàng chiều nay đấu giá của mình về nhé các bạn. Thì nồi này là nồi 1,8 lít, dung tích 1,8 lít, thì các bạn nấu được khoảng 4 bát rưỡi 5 bát gạo đấy các bạn, cho gia đình khoảng 8-9 người ăn nhé các bạn. Thì cái mẫu nồi này là cái mẫu nồi kiểu như là cao cấp nhất của Pana ở cái thời điểm nó ra mắt nhé các bạn. Nó là công nghệ cao tần áp suất điện tử phun hơi nước nhé. Đây các bạn nhìn mặt này rất là bóng luôn nhé các bạn. Đấy, hàng bãi thì không bao giờ mình được cái mặt mà nó bóng như này đâu các bạn. Rồi mình xoay cho bạn xem nhé, không bể vỡ gì nhé các bạn. Đây đấy, WSX186S 2016 nhé các bạn, 2016. Rồi mình nhận. Rất là nặng luôn các bạn. Mình bên trong các bạn xem nhé. Đây đấy, vùng doang áp suất điện tử đây. Thì các bạn mua hàng ở bên mình thì các bạn yên tâm về cái vấn đề vung nhé các bạn. Vung thì muộn nhất là trong vòng khoảng 2 đến 3 tuần là có để phục vụ cho các bạn. Tức là mình giả sử như mà sau này cái vấn đề mà 2-3 năm hoặc là nó dài hơn nữa các bạn mà nó bị xì thì các bạn cũng yên tâm nhé. Nhưng mà cái dòng Pana áp suất điện tử này nó hạn chế lắm nhé các bạn. Nó không bị xì đâu, các bạn yên tâm, nó ít khi bị xì lắm. Đây cái cốc đây các bạn này, cái cốc này nó bị hà ấy, người ta rửa chưa kỹ này các bạn. Đấy. Rồi sòn rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, các bạn nhìn kim tuyến còn óng ánh luôn nhé các bạn, không có một vết gì của gọi là người ta cạo luôn nhé, tức là người ta dùng muôi cạo ấy các bạn, không có một vết gì của cái việc mà người ta dùng muôi cạo luôn, kiểu như là mới luôn nhé các bạn. Đấy, 1,8 lít này, đáy này, đáy cũng rất là chảy rất là ít nhé các bạn. Cái này là người ta không có, một là người ta bảo vệ kỹ, hai là người ta dùng cũng không có lâu đâu các bạn. Đây ở bên trong đây đấy. Rồi giờ mình ghim điện cho các bạn xem nhé, các bạn nhìn dây này rất là sáng luôn các bạn, rất là xanh luôn. Nhớ ghi lên 100 nhé các bạn, không là cháy mất. Đấy. Rồi thì các bạn chọn gạo đây này các bạn, đây là cái chọn gạo này. Đấy, mình chọn gạo trắng nhé, là mình chọn chế độ nấu đây. Đây, mình cứ chọn cái dòng này nó cho phép mình nấu 10 chế độ nấu ngon luôn nhé các bạn, chứ không phải là 9 chế độ như những nồi trước. Đấy. Thì cái này là khó lựa chọn hơn, mà nó khó lựa chọn tức là nó thao tác nó phải mất thêm một thao tác nữa, đó là các bạn nhấn vào đây, nhấn vào đây để đúng rồi, nhấn vào đây đấy. Rồi mình cái này mình hơi bị hay lại quên rồi các bạn. Đấy mình nhấn vậy thì nó mới ra cho mình chọn bên này 5, bên này 5 các bạn này. Có chữ gì này, rất là nấu truyền thống đấy các bạn. Đấy, chế độ dẻo thì đây là ngon nhất nhé các bạn. Thì nồi Panasonic thì các bạn biết rồi, cái ưu điểm của nó là nấu cơm mềm, bảo quản cơm được lâu, và cái công nghệ và gọi là công nghệ áp suất điện tử ấy, thì nó tạo ra, nó hỗ trợ với cái lỗ này các bạn này. Đấy, khi sôi thì nó sẽ điều tiết cho nó có thể là thay đổi cái hạt gạo luôn, tức là thay đổi cái độ xoáy của hạt gạo luôn đấy các bạn. Rất là xịn luôn. Rồi, mình nhấn nút nấu. Đấy. 51 phút nhé các bạn. Rồi thì giờ các bạn mua cái nồi này về, các bạn chỉ ấn nút nấu được, không cần phải ấn phím gì nữa nhé các bạn. Rồi mỗi nồi này mình đang bán với giá là 6 triệu nhé các bạn, nồi 1,8 lít còn rất là đẹp. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ của mình nhé. Rồi mình cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.